Bắt đầu qua, xin chào anh em. Hôm nay tôi xin chia sẻ hay làm video để giới thiệu cách thay DPU xe lip. Đây là cái phần đầu cột bên sau, đi vào cột. Đây là thùng cột. Đây là cái DPU. Đây là lắp trước này. Lắp trước nó gồm có 6 viên lipo. 6 viên lipo này, cái lắp này theo chiều nó và bát côn này. Từng viên một. Đây là cái bàn ép của đi côn trước. Trước khi lắp cái bàn ép thì nó cho cái bàn côn này vào. Là ok. Đây là cái bàn ép đã đi. Lắp nha, lắp vào đúng chiều rồi. Đấy. Lắp vào là ok. Còn đây cái loa này là lắp theo chiều. Cứ cái mặt chữ của Honda là ta nhìn ra ngoài. Khi lắp cắt mạnh, kéo cái liên hợp cùi vào là ok rồi. Sắp vào. Ta giữ lên dây đai cao su. Rồi, đúng rồi. Còn cái bao kia này là cánh quạt đó là mát luôn. Lòng đèn to. Đây cu. Hai ai. Ta bắt tay vào, lấy khẩu 22 bắn cu. Rút súng bắn. Khẩu 19 bắn mạng là ok. Đây là cái lao đây. Lắp vào phải nhớ lắp nào này là không quên. Lao đây. Phải nhớ là lắp cái chụp lao đây và. Dây đai rất quan trọng, nhiều khi những cái cục sỏi ở đường nó bắn vào trong côn là nó sẽ gây hiện tượng kẹt côn nguy hiểm. Đấy là phải nhớ bắn vào là ok. Khi lắp xong được côn rồi ta lổ máy lên. Bye.